Ok, chúng ta sẽ vào trận số 4. Trận này khó hơn hẳn luôn các bạn. Bên với bạn được chọn trước Hotaru, nó mạnh hơn hẳn so với K phẩy Kensu Clark. Còn một con tư chất 15 nữa là con nào ấy nhỉ? À đây còn mỗi thằng Kensu rồi. Clark thì ngon hơn ở phần nội tại. Sát thương thì không bằng được Kensu. Bên mình sẽ là người đánh trước. Trận này sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Hotaru thì phải nói là một võ sĩ công thủ vẹn toàn. Thậm chí cả hiệu ứng nữa. Vô cùng Iba đúng không? Thì các bạn để ý mình đang thâu tóm toàn bộ lượng tanker tốt nhất. Ok. Con Hotaru là công thủ vẹn toàn nhưng mà đại loại là công là chính thôi. Đại loại là vẫn sẽ có cơ hội đánh rồi nhá. Nào mò ấy. Ê, game khó thật đấy. Ra luôn Clark à? Trả luôn thì để làm cái gì? First try là đánh đau ở đoạn đầu thôi. Cho độc chiêu đi. Chí. Mày này, chết. Ê, mình định cho thằng ca phải ăn được mạng đầu nó có nộ ngay. First try mà yếu ghê. Kích nộ à? Búp bẩn à? Hô ta. Xin một mạng đã tính. Biến hình khẩn trương. Mày này. Ui giời, nó đấm lại đau quá nhưng thôi kệ. Thôi nha, con này không đánh chàng nữa. Mày này. Con Hotaru bị giảm nộ các bạn ạ, chết buồn cười. Đen lắm bạn ơi, bị giảm nộ thế là nó không có nộ nha, không tung tục tuyệt kỹ, không hồi máu, không có cấm chiêu. Đại loại là yếu. Nào để xem đối bạn sẽ lấy một lần miễn trí tử của ca phẩy hay là gì. Khổ như lợn này. Thịt ngay một lần miễn trí tử của mình. Thôi Mizuchi thôi. Giờ này mà không lấy một lần biến hình của con Hotaru thì còn đợi đến khi nào nữa. Thanh tẩy gái mà tính. Ok. Kể AK phẩy mà có nộ thì ngon nhá. Hay quá, có một phát choáng, bị đàm to thế. Không có tanker đâu mà ấy, lại bị giảm lộ tiếp, khổ ấy. Chơi con Hotaru khổ, con Hotaru này khổ ạch luôn. Clark của mình bây giờ mình có nộ, hy vọng nó sẽ không bị phu đèn xăm. Nhát nhát không dám ra võ sĩ các bạn ạ, hèn nhát à. Thôi thế mà nó vẫn có phu đèn xăm được, cú ghê. Đội bạn chơi gà mà hên quá. Nào là màu giết được con Hotaru được lấy mới là ngon này. Ê, thằng cờ lắc một con nộ thì thôi xong rồi đấy. An bài rồi đấy. Không biết có đủ lượng sát thương không thì. ATT nhầm rồi. Choáng. Tao ơi quên. Ê, búp bẩn rồi. Ông chơi này chơi búp bẩn rồi. Búp bẩn này. Mày này nè. Nó có nộ rồi. Chú bé đần rồi. Phí thế, quả đấy mình không dùng được ký thì có vẻ nó không có máu ấy. Một cái độc chiêu của Clark nó có vẻ lên chuyện rồi không? May quá, nó không có nhà. Hú hồn nó trồn, nguy hiểm thật. Hotaru giảm độ ai? Biến hình thôi. Ê, biến hình nó có nộ, cay thật ấy. Để nhảy hơi nguy hiểm. Mà thằng cái su lại có nộ rồi. Ê, chết tôi cái sẩy nảy cái ung rồi. Có vẻ dí á. Không biết có đủ lượng sát thương để giết con Hotaru không đi. Mày này. Ba con vào đấy. Dồn combo đi anh em. Ây da, lại gỡ đòn được. Đội bạn chơi hên thế.
cũng mắn mèo à, hết lần miễn chí rồi còn đâu à bạn. Bạn này, bạn ơi, tèo chưa? Ui rồi rồi lại nó trận thắng ảo vai, 4 trận liên tiếp nhá. À, trận này đội bạn không có tay cơ các bạn ạ. Mình đánh thường độc chiêu các bạn chết hết rồi, đỉnh thật sự.